hai chiếc ô tô điện mini của thương hiệu Kevo Hàn Quốc đã xuất hiện bên trong triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VIM Expo 2021 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Cung Văn hóa Hữu nghị số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trao đổi với báo Vietnamnet, đại diện gian hàng của Kevo cho biết đây là lần đầu tiên họ mang ô tô điện 2 chỗ ngồi đến Việt Nam trưng bày. Mục đích là tìm đối tác để sản xuất, phân phối tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Mẫu ô tô điện Kevo là một sản phẩm đã bán thương mại tại Hàn Quốc từ năm 2020. Kevo là một công ty con của hãng công nghệ chuyên cung cấp camera cho Samsung. Dự án sản xuất ô tô điện đã manh nha từ cách đây 5 năm, nhưng hiện tại mới chỉ tập trung ở thị trường nội địa với một mẫu xe 2 chỗ ngồi duy nhất. Tương tự như chiếc ô tô điện Huling Hongguang Mini EV đang bán chạy nhất Trung Quốc, được người dân Việt Nam tò mò cách đây vài tháng, ô tô Kevo hướng đến khách hàng bình dân, sống ở các đô thị, muốn có ô tô đi lại nhỏ gọn và tiện lợi. Tại Hàn Quốc, Kevo có giá khoảng 300 triệu đồng đã đổi từ tiền won sang, nhưng người dân mua ô tô điện sẽ được chính phủ trợ giá, giúp giá xe giảm còn khoảng 150 triệu đồng. Nếu bán ở Việt Nam, nhà sản xuất cho biết xe sẽ hướng đến giá từ 200 triệu đến 240 triệu đồng. Với kích thước chiều dài 2430mm, rộng 1425mm và cao 1550mm, Kevo nhỏ hơn chiếc ô tô điện Huling Hongguang Mini EV, chiều dài 2917mm, rộng 1493mm, cao 1621mm. Trọng lượng của xe dưới 800kg và tầm hoạt động là 80km sau khi sạc đầy. Kevo có một cổng sạc điện ở vị trí quen thuộc nếu là xe chạy xăng. Xe không cần chạm sạc riêng, mà dùng nguồn điện dân dụng với thời gian sạc đầy khoảng 3 giờ đồng hồ. Đầu xe thiết kế bóp nhỏ dần về phía nóc nên không gian bên trong sẽ khá nhỏ. Xe sử dụng đèn pha co dạng halogen bóng thấu kính, có sẵn đèn định vị LED và đèn sương mù. Xe chỉ có 2 cửa chính, chiếm đến 3/4 diện tích thân xe. Bánh xe là loại mâm đúc 12 inch, trang bị phanh đĩa cả 4 bánh và có ABS. Cửa sau đóng vai trò là cửa cốp để đồ, chỉ mở được từ nút giật kéo bên ghế lái. Nếu như cốp sau xe Huling Hongguang Mini EV chính là hàng ghế thứ 2 chở thêm 2 người thì trên xe Kevo chỉ là khoảng trống chứa 40 lít dành cho hành lý. Nội thất xe đơn giản với vật liệu chính là nhựa cứng, ghế bọc nỉ. Toàn bộ điều khiển trên xe nằm ở bệ trung tâm như lên xuống kính điện, tắt mở điều hòa, quạt gió, sấy kính. Giải trí của xe chỉ sẵn có đầu âm thanh radio, FM, MP3. Đáng chú ý, núm cần số với 3 chế độ đều nằm trên bệ trung tâm như một núm chỉnh loa đài. Bàn đạp chân phanh, chân ga và chiếu nghỉ chân trái giống các xe ô tô chạy số tự động thông thường. Xe có tốc độ tối đa là 80 km/h nên việc điều khiển xe với vị trí đặt cần số, chân ga như trên là phù hợp với sử dụng trong đô thị. Hãng Kevo cho biết, mục đích mang ô tô đến Việt Nam là để tìm đối tác sản xuất. Đối tác này không nhất thiết là doanh nghiệp tại Việt Nam mà có thể là cả doanh nghiệp ở Đông Nam Á, miễn là đáp ứng được khả năng sản xuất và phân phối xe ra thị trường.